Xin chào các em, rất vui được gặp lại các em. Vậy là trong phần bài học trước các em đã được học về A Closer Look One. Trong phần A Closer Look One các em đã được học về từ vựng, vocabulary, các từ vựng liên quan đến chủ đề lễ hội và các hoạt động tại lễ hội ở Việt Nam, cũng như phát âm về các cách nhấn âm các từ có đuôi là ion và ian trong câu, đúng không nào? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần A Closer Look Two. Và trước khi bắt đầu với phần A Closer Look 2 ngày hôm nay thì các em cần chuẩn bị cho cô hai quyển sách, đó là sách học sinh và sách bài tập tiếng Anh lớp 8. Ở phía sau bìa 4 của hai quyển sách này các em sẽ thấy có đính kèm phần mềm IC Books. Đây là phần mềm sẽ giúp các em có thể tự làm bài tập, tự kiểm tra đánh giá năng lực của mình và tự ôn lại các kiến thức mà các em đã học ở trên lớp. Và nếu bạn nào chưa có hai quyển sách này thì các em cũng có thể truy cập vào trang web www.icbooks.vn để nhận được sự hỗ trợ nhé. Quay trở lại đối với bài học ngày hôm nay, phần A Closer Look 2, các em sẽ được học mẫu ngữ pháp liên quan đến phần ôn tập về Simple and Compound Sentence, câu đơn và câu ghép. Bên cạnh đó, các em cũng sẽ được học phần lý thuyết mới về ngữ pháp mới liên quan đến Complex Sentence, câu phức. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần ôn tập về Simple and Compound Sentence thông qua hoạt động đầu tiên, Activity 1 trong phần mềm IC Books nhé. Chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động đầu tiên, Activity 1 trong phần A Closer Look 2. Và đối với hoạt động đầu tiên này, các em sẽ được ôn về phần kiến thức ngữ pháp liên quan đến Simple and Compound Sentences, câu đơn và câu ghép. 1. Write S for simple sentences and C for compound sentences. Và ở hoạt động đầu tiên này, các em sẽ đánh dấu vào letter S viết tắt cho Simple đối với các câu đơn, và các em sẽ đánh dấu vào letter C viết tắt cho compound đối với các câu ghép. Ví dụ như ở câu đầu tiên, I enjoy playing tennis with my friends every weekend. Tôi thích chơi quần vợt với bạn bè của tôi vào mỗi cuối tuần. Vậy thì các em thấy đối với câu này, nó chỉ có một mệnh đề duy nhất, một mệnh đề độc lập duy nhất. Vì vậy chúng ta sẽ đánh dấu vào đây là câu đơn, simple. Hay như ở câu số 2, number 2, các em thấy I like spring, but I don't like the spring rain. Tôi thích mùa xuân nhưng mà tôi không thích mưa xuân. Ở đây ta lại thấy có hai mệnh đề độc lập. Và hai mệnh đề này có thể tách riêng biệt, đứng riêng rẽ với nhau và vẫn có ý nghĩa của hai mệnh đề đó. Ví dụ như mệnh đề I like spring và mệnh đề I don't like the spring rain. Nếu tách riêng ra nó vẫn có nghĩa. Vậy thì câu này là một câu ghép. Vì chúng ta vừa thấy nó có hai mệnh đề độc lập và vừa có liên từ but. Vậy thì đối với những câu ghép, nó sẽ là những câu có hai mệnh đề hoặc là nhiều hơn hai mệnh đề, và nó sẽ sử dụng các liên từ để ghép hai mệnh đề lại với nhau. Ta sẽ đánh dấu vào đây là compound, câu ghép. Đối với các câu còn lại, các em cũng tiến hành thực hiện tương tự như vậy. Và sau khi đã hoàn thành xong, nhớ bấm nút submit để nộp bài và kiểm tra kết quả nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 2, activity 2. 2. Connect each pair of sentences with an appropriate conjunction in the box to make compound sentences. Và ở hoạt động số 2 này, các em sẽ nối mỗi cặp câu với mỗi liên từ phù hợp được cho ở trong khung để có thể tạo thành các câu ghép ở bên dưới. Ví dụ như ở câu đầu tiên, người ta nói vào lễ hội trung thu thì trẻ em sẽ xách theo, mang theo những cái đồng đèn lồng, những cái đèn lồng xinh đẹp. Nó là một cái kỷ niệm trẻ thơ đáng nhớ. Vậy thì chúng ta thấy liên từ phù hợp để có thể nối hai vế ở hai câu này với nhau, đó là liên từ so. Vì vậy, đó là trải nghiệm, đó là cái kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ. Đối với các câu còn lại, các em cũng tiến hành dịch nghĩa của câu, và sau khi dịch nghĩa xong, các em cũng xem thử đối với những cái vị trí trống thì các em sẽ điền vào liên từ nào là phù hợp nhé. Tiếp đến chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 3, activity 3. 3. Connect each pair of sentences with an appropriate conjunctive adverb in the box to make compound sentences. Và ở hoạt động số 3 này, các em sẽ nối, cũng tiếp tục nối các cái cặp câu với nhau, hai câu với nhau, với những cái trạng từ, liên từ trạng từ phù hợp được cho ở bên dưới, khung bên dưới, để chúng ta có thể tạo thành những câu ghép. Ví dụ như ở câu đầu tiên, chữ đồng tử và giống đều là các vị thánh ở trong truyền thuyết. Ở đây chúng ta sẽ điền vào một liên từ gì đó,
mà sau câu đó nó sẽ mang nghĩa, để câu phía sau nó mang nghĩa. They are worshipped for different things. Họ được thờ cúng bởi những điều khác nhau, cho những điều khác nhau. Vậy thì sau khi xem xét các liên từ ở bên trên, các em sẽ thấy liên từ để đặt vào vị trí phù hợp ở đây có thể là liên từ however hoặc là nevertheless, đều mang nghĩa là tuy nhiên. Hai người này đều là các vị thánh ở trên trong truyền thuyết, tuy nhiên họ được thờ cúng bởi những điều khác nhau, bởi những cái đức tin khác nhau. Ta sẽ điền vào đây là however hoặc là nevertheless để mang nghĩa là tuy nhiên. Và sau khi hoàn thành xong, các em nhớ bấm nút submit để nộp bài và kiểm tra kết quả nhé. Tiếp đến chúng ta cùng xem phần lý thuyết về phần complex sentence, câu phức mà chúng ta sẽ được học trong bài mới ngày hôm nay. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong hoạt động số 3, activity 3 trong phần mềm IC Books để ôn tập về kiến thức liên quan đến câu đơn và câu ghép rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với phần lý thuyết về ngữ pháp, mẫu ngữ pháp mới trong bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ được học về mẫu câu complex sentence, câu phức. Vậy thì đối với complex sentence, các em cần chú ý cho cô những điều sau. Đối với simple and compound sentence, đối với câu đơn và câu ghép, thì nó chỉ có một mệnh đề, đó là mệnh đề độc lập. Hoặc như câu ghép thì nó sẽ có hai mệnh đề độc lập hoặc nhiều hơn hai mệnh đề độc lập. Tuy nhiên đối với câu phức complex sentence thì nó sẽ là sự kết hợp giữa mệnh đề độc lập và một mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề độc lập sẽ được gọi là independent clause và mệnh đề phụ thuộc sẽ được gọi là dependent clause. Nó có thể kết hợp giữa một mệnh đề độc lập và một mệnh đề phụ thuộc hoặc nhiều hơn một mệnh đề phụ thuộc, có thể là hai mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề phụ thuộc có nghĩa là một mệnh đề mà khi nó đứng một mình thì nó sẽ không có nghĩa gì cả, cho nên nó phải phụ thuộc vào mệnh đề độc lập ở đằng trước. Và các em cần lưu ý cho cô, nếu ở trong câu mệnh đề độc lập, mệnh đề phụ thuộc nó đứng đằng trước mệnh đề độc lập thì theo sau nó phải là một dấu phẩy. Các em cùng xem ví dụ sau đây. Ví dụ, while the elephants are racing, trong khi những cái chú voi đang đua thì people cheer to encourage them, mọi người reo hò để cổ vũ chúng. Các em thấy mệnh đề ở đằng trước đây là mệnh đề phụ thuộc, while the elephants are racing, mệnh đề phụ thuộc. Và đằng sau, people cheer to encourage them là mệnh đề độc lập. Vì vậy, theo sau mệnh đề phụ thuộc này nó phải có dấu phẩy ở đây. Ta thấy có xuất hiện phải có dấu phẩy ở giữa hai mệnh đề. Và bên cạnh đó, nếu mệnh đề độc lập nó đứng trước mệnh đề phụ thuộc thì chúng ta sẽ không phải thêm dấu phẩy vào ở giữa hai mệnh đề. Ví dụ như chúng ta đổi câu vừa rồi thành people cheer to encourage the elephants while they are racing. Vì hai mệnh đề này nó đã được kết nối bởi một liên từ while ở đây. Vậy thì các em chú ý cho cô là nếu mệnh đề đằng trước là mệnh đề độc lập và mệnh đề đằng sau là mệnh đề phụ thuộc thì nó sẽ không có dấu phẩy ở giữa. Và tiếp đến đối với các mệnh đề phụ thuộc ở trong câu, trong câu phức thì nó sẽ luôn đi kèm với các liên từ phụ thuộc như là when, while, because, khi, trong khi, bởi vì, hay although, even though, mặc dù, hay là if, nếu. Các em cùng xem ví dụ. While the elephants are racing, trong khi những chú voi đang đua. Vậy thì các em thấy ở đây mệnh đề phụ thuộc của nó được bắt đầu bằng một liên từ phụ thuộc while, đúng không nào? Các em cùng lưu ý những chú ý vừa rồi cô đã giảng về mệnh đề phụ thuộc cũng như là mệnh đề độc lập trong câu phức nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với hoạt động số 4, Activity 4 trong phần mềm IC Books để ôn luyện về phần lý thuyết về câu phức mà chúng ta vừa học vừa rồi nhé. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành, chúng ta vừa học xong phần lý thuyết liên quan đến complex sentence, câu phức rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành với hoạt động số 4, Activity 4 để luyện tập về phần lý thuyết mà chúng ta vừa học vừa rồi nhé. 4. Match the dependent clauses with the independent ones to make complex sentences. Và ở hoạt động số 4 này, các em sẽ nối các mệnh đề phụ thuộc với các mệnh đề độc lập để tạo thành một câu phức. Các mệnh đề phụ thuộc dependent clause nằm phía bên tay trái và các mệnh đề độc lập independent clause sẽ nằm phía bên tay phải. Ví dụ như mệnh đề được cho ở câu đầu tiên, number 1. When the Ang invaders came to Vietnam, khi mà giặc Ân đến Việt Nam, thì các em sau khi đã đọc xong nội dung của toàn bộ
các mệnh đề độc lập ở phía bên tay phải này, các em sẽ thấy nó phù hợp với mệnh đề, đó là mệnh đề ở câu B. The 3-year-old boy grew up very fast and defeated them, legend says. Cái cậu bé 3 tuổi, có một cậu bé 3 tuổi lớn rất là nhanh và cậu bé này đã đánh bại chúng, truyền thuyết nói vậy. Vậy thì chúng ta thấy đây là hai mệnh đề có thể đi kèm với nhau vì tương đương nội dung với nhau, đúng không nào? Chúng ta sẽ tiến hành nối one với B. Và tương tự như vậy, các em cũng sẽ dịch nghĩa đối với các mệnh đề còn lại và xem thử những mệnh đề phụ thuộc, những mệnh đề độc lập nào sẽ đi, có thể đi kèm với các mệnh đề phụ thuộc ở phía bên tay trái nhé. Sau khi hoàn thành xong, đừng quên bấm nút Submit để nộp bài và kiểm tra kết quả bài làm của mình. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 5, Activity 5. 5. Fill each blank with one suitable subordinator. When, why, even though, although, because, or if. Và ở hoạt động số 5 này, hoạt động Activity 5, thì các em sẽ điền vào mỗi chỗ trống với các liên từ, các từ nối thích hợp như là liên từ where, when, why hoặc là even though, vân vân. Và đối với bài ở bên dưới sẽ là một bài đọc liên quan đến Elephant Race Festival, lễ hội đua voi. Đây là lễ hội đua voi ở tỉnh Đắk Lắk. Và ví dụ như ở vị trí trống đầu tiên thì các em sẽ thấy, chúng ta sẽ bắt đầu đọc dịch cả câu trước và sau đó chúng ta sẽ xem thử ở vị trí này chúng ta nên điền vào đây cái liên từ nào hoặc là cái từ nối nào nhé. The space must be wide enough for around 10 elephants to race. Villagers often choose a large, flat area. Cái không gian phải đủ rộng cho khoảng 10 con voi để chạy đua. Và dân làng thường chọn những cái địa điểm, những cái khu vực vừa rộng lớn và vừa bằng phẳng. Vậy thì chúng ta thấy ở đằng sau, vế đằng sau, villagers often choose a large, flat area. Đây là một vế diễn tả nguyên nhân. Hai vế này sẽ là vế diễn tả nguyên nhân. Vì vậy chúng ta sẽ điền vào vị trí trống này một liên từ, đó là từ nối because, bởi vì. Bởi vì cái không gian phải đủ cho 10 con voi, vì vậy mà người dân làng họ thường chọn những cái khu vực, những cái địa điểm rộng lớn và bằng phẳng. Tương tự như vậy, các em cũng sẽ dịch những câu còn lại và xem thử những vị trí trống này chúng ta sẽ điền vào liên từ, từ nối nào là phù hợp nhé. Tiếp đến, chúng ta cùng thực hiện hoạt động cuối cùng, Activity 6, the last activity. 6. Use your own words or ideas to complete the sentences below. Compare your sentences with a partner. Và ở hoạt động cuối cùng này, các em sẽ sử dụng những cái ý tưởng hoặc là những cái từ ngữ của em để hoàn thành các câu được cho bên dưới. Các em sẽ, sau khi hoàn thành xong, sẽ so sánh những cái câu của mình với người bạn của mình. Những câu ở dưới đây người ta cho một vế, ví dụ như là Although I like the giống festival, mặc dù tôi thích lễ hội giống. Vậy thì ở đây liên từ although cho thấy cái vế câu ở đằng sau, các em phải là một vế câu mang nghĩa đối nghịch lại so với câu trước. Ví dụ như là mặc dù tôi thích lễ hội giống nhưng tôi không có nhiều cơ hội để tham gia. Ví dụ như vậy. Hoặc như câu số 2, because it's one of the most famous festival, bởi vì nó là một trong những cái lễ hội nổi tiếng. Và ý đằng sau sẽ là một cái ý để giải thích cho nguyên nhân này. Sau khi đã hoàn thành xong, các em bấm nút Show Answers để tham khảo đáp án đúng nhất cho bài tập này nhé. Good job! Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong phần bài học liên quan đến grammar, phần ngữ pháp. Ngữ pháp trong phần A Closer Look 2. Trong bài học tiếp theo, các em sẽ tiếp tục được học về communication, thực hành giao tiếp tiếng Anh. Và đối với phần communication tiếp theo, các em sẽ tiếp tục được học nói về các lễ hội tại Việt Nam. Các em về nhà hãy thực hiện các bài tập mà chúng ta đã thực hiện trong ngày hôm nay thông qua phần mềm IC Books và đừng quên chuẩn bị cho bài học mới phần communication của Unit 5 nhé. Ok, goodbye, see you!